Nếu như nick game của anh em đang chơi quá nghèo, anh em đừng lo lắng, anh em hãy đến ngay với shop Bachanh FF chúng cùng. Chỉ với 20.000 đồng, anh em có cơ hội quay nửa hũ lên đến 15.000 kim cương. Và mình cam kết 100% anh em quay ra kim cương nha. Và nếu anh em đua top nạp thẻ tháng top 1 thì anh em chắc chắn sẽ nhận được 25.000 kim cương. Lên shop mình để dưới phần mô tả. Ok, hello, xin chào tất cả những người anh em đã quay trở lại với kênh của tôi nha. Thì tôi là Bachanh anh em ơi. Thì mới một ngày không được gặp anh em mà tôi cứ tưởng như là 24 giờ đó. Ờ mà con, 24 giờ là một ngày mà ta. Thì ngày hôm qua là nó rì xét ranh, thì bây giờ tôi chỉ còn một trận cuối cùng là tôi sẽ lên ranh thách đấu nha. Thì mỗi khi là tôi quay hành trình leo ranh thách đấu là tôi đăng highlight cho anh em xem. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ quay cái trận cuối cùng tôi lên ranh thách đấu nha. Nên là tôi sẽ vừa bắn vừa phân tích cho anh em học hỏi theo cái cách bắn của tôi nha. Thì tôi bắn thì hơi hổ báo chút thôi anh em ơi, chứ không có gì, gặp thằng nào là trụng thằng đó luôn anh em ơi, đậu xanh giác kiếm chém nó luôn. Thì tôi đang kim cương 4 3.175 điểm nha. Thì bây giờ chỉ cần lọt vô trong top 5 là mình sẽ lên thách đấu nha các bạn. Ok, bây giờ tôi sẽ búng lên cái lớp show này, tôi quan sát vị trí nó rộng hơn chút. Đấy, nãy thấy đông quá trời, bây giờ không thấy nào hết trời. À, đây rồi. Chạy giữa đường chứ. Ui, nó có xe 7 anh em ơi, từ từ thôi. Bây giờ mà mình bắn là thằng khác nó sẽ bắn mình anh em hiểu không? Nên là cứ cẩn thận thôi. À, nó chạy vô cốc cây nè. Thì nó mới lúc cái nhà nhỏ xíu ở trên kia, mình chắc chắn sẽ không đủ đồ, nó sẽ không có can đảm để chạy. Ê, bây giờ mình sẽ đứng lên đây mình ke nó nha. Mình không được để nha các bạn, tại vì mình không có keo, mình không có gì hết. Nên là mình sẽ đứng ke nó. Nó sẽ không bao giờ dám chạy nha. Đấy, nó chạy cái là nó chết quẹo liền à. Đấy, nó đứng rồi. À, nó bắn hai gì? Nó bắn hai gì anh em ơi? Trời ơi, à từ từ, có người gần mình hay sao á. Ừ, đây rồi, à gì vậy, nhân chơi vô nhà mà không xin phép hả? Vô nhà người ta mà không xin phép. À, bây giờ tôi sẽ không lút đồ cho anh em. Thì theo cái suy nghĩ của anh kia là tôi sẽ bắn nhau ở vườn này, xong tôi sẽ ngồi lút sát nó. Nhưng mà không, tôi sẽ không lút sát, tôi dí theo luôn. Thằng này là nó trực cơ hội tôi bắn nhau, nó chạy nên em đậu xanh. Thằng này nó khôn như quý dịch gì đó. Nhưng mà sao mà thoát được, anh đã bắt bài mày rồi. À, chạy giống tôi. Đấy, nó lút cái nhà nhỏ xíu này sao nó đủ đồ được đúng không em? À, bây giờ tôi sẽ quay về tôi mới lút đồ nè. Ok anh em ơi, thì bây giờ là cũng bước sang một năm mới rồi, năm 2022. Thì tôi chúc tất cả những người anh em đang xem video của tôi là có một năm mới thật là hạnh phúc, thật là nhiều sức khỏe nha. Đặc biệt là càng ngày càng đẹp trai có gái, chở đi chơi nha anh em. Đấy, chở đi chơi thôi nha, đừng chở đi tìm bại nha mấy em nội. Để tôi bơm lại bình máu cái đậu xanh nãy nhảy. Ô, sao mày bắn tao? Mày, trời ơi, hai viên cho đầu muốn chết kìa mấy ông nội. À, đây nè, anh em coi nè. Headshot. Ôi trời, nó biến một cỏ. Đậu xanh, nó biến một cỏ anh em ơi. Mía, nó đặt cây tròn rồi. Đục kêu luôn. Dần chơi ra đây bắn nhau như hai người đàn bà. Ấy lộ, hai người đàn ông nha. Đây, đậu xanh ra bắn nhau đi nào. Thì mấy chanh đợi em ở đây nè. Ôi trời, bẻ bóng hoài trời. À, men lì mình cái này chết rồi anh em ơi. À, cái gì mà nó nhiều keo dữ vậy? Ra đây nào, ra đây bắn nhau nè. Đậu xanh. Mặc đồ đẹp mà chơi chạy trời. Gã đây bắn nhau như hai người đàn ông nè. Alo dân chơi. Đậu xanh mình là dân chơi hổ báo, bắn là không chạy anh em. Rồi, bắn là phải khô máu không có chạy. Chạy qua đó làm gì? Tôi dí theo luôn anh em, không có bông keo cũng dí luôn. Đậu xanh chơi là phải khô máu, khô tiết luôn, không còn một chục máu luôn. Đấy. Rồi, được rồi. Dân chơi bây giờ nha anh em coi nè. Hãy dụ chạy xuống lại nè. Rồi, bây giờ đậu xanh đẩy lên luôn anh em ơi. Mình có xe 7 mà sợ gì. Nè, bật xe 7 nè. Mày nè, chạy bắn nhau đi cái gì mà chạy hoài vậy? Tao đi bắn nhau chứ tao đâu có đuổi mèo. Ôi trời, hết đạn. Đuổi mèo bắt chuột đâu mà nó chạy hoài vậy? Hết đạn anh em ơi, từ từ thôi, hết đạn luôn. À, đây có cây AK nè. Rồi, ra đây. Mày, từ từ anh em ơi. Má thằng này biết chơi anh em ơi, biết bắn đấy. Cũng có kỹ năng đấy, anh thích những thằng có kỹ năng. Nhưng mà không sao, bây giờ mình sẽ chạy đi kiếm đạn cái đã anh em ơi. À, đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Từ từ, trong nhà có đạn này nhưng mà mình phải ke nó chứ không nó chạy anh em ơi. Ok, bây giờ vô lúc đạn cái nha. Ok, à, tao có đạn rồi, tao sẽ qua chơi mày luôn. Tao không bao giờ từ bỏ, đậu xanh phải bắn là phải như một con hổ này mà. À, ném lựu đạn hả? À? Mình ném lựu đạn ai mày? Ra đây. Ê, trời, đậu xanh này biết chơi quá anh em ơi. Đậu xanh, ui, hết đạn. Mày. Đậu xanh hay phải trưởng anh em ơi. Tí nữa là đậu xanh ra sánh trời gặp ông bà tổ tiên rồi. Mém nữa là gãy phát là đậu xanh khỏi lên ranh luôn quá anh em ơi. Mới tôi bắn này 150 viên đạn tiểu liên đó anh em à. Cái gì mà dữ vậy trời. Ok, bây giờ là đậu xanh 3 mạng rồi nha. Bây giờ là còn 12 thằng, tôi sẽ giải quyết nốt luôn anh em ơi. Thì ngày mai tôi sẽ ra clip lì xì cho anh em nhé. Anh em có muốn không? Anh em muốn thì anh em bình luận để tôi biết nha. Bây giờ bên kia có hai thằng nó đang team up hay sao anh em? Đậu xanh, bây giờ mình sẽ phóng qua mình chơi nó luôn. Team up không sợ, cắn hai luôn. Với chân tay to mà anh em. Đậu xanh tụi mày hôn huyết. À, không phải anh em ơi, nó bắn nhau anh em ơi.
nó giết người rồi. Bây giờ từ từ thôi, đấy đấy, ngồi xuống nè, ngồi xuống từ từ, nếu mà bình tĩnh lúc đồ bắt ngộ cỏ, lúc đồ đẩy luôn, nếu mà mình bắn nó được 100 máu rồi, bây giờ mình sẽ đẩy thẳng là nó quýu nè, nó bơm máu không kịp rồi nó sẽ thua. Mày chạy đi đâu? Đấy, người thứ ba luôn là người có lời anh em à. Đấy thì tôi hướng dẫn anh em rút đồ này, anh em cứ xoay tròn như vậy nè, anh em rút thôi. Chứ anh em đừng có đứng một chỗ như cái thằng hồi nãy. Bật ngồ cỏ này thì cũng không có tác dụng gì đâu anh em à. Bật ngồ cỏ này thì đó chứ. Bây giờ tôi xoay nhanh, tôi xoay như này có thằng nó bắn tôi thì tôi không bị hết sọt đấy. Chứ nhưng mà bật ngồ cỏ này nó vẫn ke tâm được nha anh em. Ở đây có một dân chơi định bắn lén tôi nè anh em ơi. À đâu rồi? À đây rồi. Mày ô trời, có thằng bắn phía sau. Mẹ bắn một viên vô đầu rồi. Thôi từ từ bơm máu rồi. Thằng kia nó cũng phải bơm máu mà anh em sợ vậy. À di chuyển qua đây rồi đúng không? Di chuyển qua đây nè. Nè. Trời ơi bắn cái AC tầm gần mà cũng như cái tầm vô đầu đấy thì thứ gì chịu nổi anh em ơi. Đấy, tôi phải bắn một viên đặt keo liền chứ đậu xanh. Thằng phía xa nó đang bắn cây K98 anh em ơi. Đậu xanh mấy cái thằng này là phải diệt gốc tận nơi anh em ơi. Tôi sẽ qua bên đó chơi luôn. À, dưới đây anh em ơi. Dưới đây có một thằng đậu xanh nó mới đặt bông keo dưới đây nè. Từ từ thôi, bây giờ, nó trên cầu. À, dân chơi, hello. Ủa, đâu rồi, mình mới nghe tiếng chân đây mà ta. À, đây rồi. Đây, ôi, bấm nhầm. Nè, hét cái trọt. Trời ơi, chơi game mình nấp. Lại có một thằng ở trang này nó đòi chơi tôi nè mấy bạn. Được rồi, tôi sẽ công đến luôn. Tôi là phải bắn như một con hổ, chơi game là không sợ nè. Trời, sao thằng nào cũng chơi cùng ngồi cỏ vậy anh em. Từ từ, bắn luôn. Nó bắn vào khu bóng lông tọc anh em ơi. Từ từ, ui, có người bên kia nữa chứ. Từ thôi. À, dân chơi này. Đi đâu đây? Chạy ngáo nè, hét cái trọt. Ok, còn một thằng cầm màu khu bóng trước mặt tôi nữa thôi. Để tôi giải quyết nó luôn anh em ơi. À, đây rồi, để hẳn luôn. Mờ một không một bóng, ui đặt kìa nhanh đấy. Từ anh em, ui cái thằng phía sau bắn tôi nữa. Ây rồi, ok giờ còn hai thằng nữa thôi, 8 kill rồi anh em ơi. À đây, mày bắn bên kia, ui ba viên AC rồi anh em ơi. Bây giờ tôi bắn nó trong viên nữa chắc nè. Nè. Ra đây nào nhắn chơi. Ui từ chạy bo anh em ơi. Còn 5 quả keo hơi ít nha. Mày nè, trời bo này mà có 5 quả keo hơi khó đấy anh em mà. Bo trống trơn à. Từ để vô luôn, giết cái hằng này trước luôn á là mình sẽ lợi nè. Bây giờ mình giết, ui yếu rồi nè, đã hẳn luôn nè anh em. Mày nè, chạy đi đâu con sâu lông, má lại đặt cái tròn nữa, mày các em này thiệt á chứ. Từ thôi, bây giờ mình sẽ đứng đây mình thôi, mình sẽ không bắn nha. Nếu mà mình nhảy ra ngoài mình bắn á, thì cái thằng bên cục đá kia nó sẽ bắn mình. Đấy, nên là mình sẽ từ từ thôi, mình đợi bo thôi mấy bạn ơi. Trời ơi, bo qua bên kia luôn rồi, hơi lỏ mấy bạn ơi. Không sao, cái gì đấy, gì mà nấy lù đạn. Ôi từ bơm lại bình máu cái nha. Từ lui anh em ơi, lui bên rút lệnh về. À, ném lù đạn với chúng tôi. Né. Trời ơi, thấy kêu rồi, giờ sao đấy. Chạy nè, ui trời anh em ơi. Bây giờ đậu xanh cái gì trời, mà đang tính bây giờ chạy vô lại cái gốc cây kia là ngon rồi. Ok, thanh niên này tốt một anh em ơi. Cho thanh niên này một like luôn, bắn hai đấy. Ok, nhưng mà đậu xanh không sao, mình ở trong top 3 thì mình vẫn lên được thách đấu nha. Đấy, lên. Ơ kìa, sao nó lại lên ranh huyền thoại mà nó không lên thách đấu cho mình ta. Nãy mình xem ở ngoài sảnh nó là không có ai thách đấu luôn á anh em. Trời là trời, nó bị lỗi ta. Ôi, nó được nhận năng huyền thoại với áo huyền thoại nè. Từ để bây giờ tôi ra tôi coi ở nha. Chứ hồi nãy là tôi xem là không có ai lên ra thách đấu luôn á nha anh em. Đây, để tôi cho mấy bạn xem nha. Hồi nãy là tôi coi ở ngoài là tôi kim cương bóng nè. Bây giờ bật vô cái thông số nè là tôi vẫn hiện kim cương bóng đúng không? Không có ai huyền thoại thách đấu gì hết nha. Bấm qua khu vực cũng không có luôn. Mà bây giờ tôi nó không cho lên thách đấu mà nó cho huyền thoại nè mấy bạn. Bây giờ là 6 giờ 14 phút sáng rồi. Tụi thì tôi leo hồi 1 giờ sáng tới giờ đó. Trời là trời, cái gì vậy? Nó bị lỗi hay sao anh em ơi? Thôi kệ nó đi anh em ơi, thì chắc bây giờ mình sẽ đi ngủ thôi. Thì nếu mà ngày mai nó không lỗi thì mình sẽ làm clip leo thách đấu phần 2 cho các bạn xem nhá. Thì bây giờ tôi sẽ đi ngủ thôi, tôi thất thường quá giờ để tôi làm clip cho anh em xem á. Thì anh em nhớ cho tôi xin một like như là một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho tôi nha.